Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng đề xuất xem xét quyết định phương án nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 và các dịp nghỉ lễ khác trong năm tới. Trong đó, về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã trình cả hai phương án cùng có tổng số ngày nghỉ là 7 ngày liên tục. Nhưng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng các bộ, ngành tham gia ý kiến đều chọn phương án nghỉ Tết Nguyên Đán có 2 ngày năm cũ và 3 ngày năm mới, cùng ngày nghỉ bù cuối tuần, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, nhằm đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Lịch nghỉ Tết này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội và người lao động khu vực nhà nước. Chiều ngày 27 tháng 10, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương xác nhận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông S, 58 tuổi, công tác tại đội thuế liên xã số 3, chi cục thuế khu vực Bến Cát. Trước đó, người này được lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng không chấp hành, đòi ném ly nước vào mặt lực lượng chức năng. Cùng với việc kỷ luật ông S, cơ quan chức năng cũng bố trí người này làm công việc khác. Trước đó, ngày 27 tháng 9, tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Bầu Bàng tổ chức đo nồng độ cồn trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, ông S xưng là cán bộ ngành thuế và không chịu chấp hành đo nồng độ cồn. Khi lực lượng cảnh sát hỏi người này có chấp hành hay không thì người này trả lời là không. Sau khi nắm sự việc, lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương đã yêu cầu chi cục thuế khu vực Bến Cát nhanh chóng báo cáo để xử lý cán bộ theo đúng quy định. Sau đó, ông S bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 để xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm nội quy, quy chế cơ quan. Chiều ngày 27 tháng 10, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thị xã Bến Cát vừa phối hợp, dập tắt đám cháy cabin xe bồn chở xăng dầu ở khu cây xăng trên địa bàn khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, công an thị xã Bến Cát đã điều động một xe chỉ huy chữa cháy, 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cứu chữa vụ cháy. Các cán bộ chiến sĩ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh, phòng VC07 cũng đã có mặt tại hiện trường tham gia làm mát các cấu kiện còn lại, ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra. Đến khoảng 13 giờ 55 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính 50 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Tài sản cứu được sau vụ cháy ước tính khoảng 40 tỷ đồng. Chiều ngày 27 tháng 10, Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ Hoàng Thị Khánh Linh, sinh năm 2003, trú tại cụm 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, Linh đi xe máy một mình từ nhà đến cụm 3, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thấy gia đình bà Nguyễn Thị Lữ đang tổ chức đám cưới cho con trai. Do thiếu tiền tiêu xài nên Linh đã trà trộn vào số khách mời đến dự đám cưới, lẻn vào nhà bà Lữ trộm tiền có trong phong bì mừng cưới. Sau đó, bà Lữ kiểm tra và phát hiện số phong bì bị trộm cắp được Linh giấu trong thau đựng quần áo ở nhà vệ sinh, nên đã báo cơ quan công an. Công an xã Liên Trung sau đó đã bắt giữ Linh về hành vi trên, tang vật thu giữ là 51 phong bì mừng cưới với số tiền gần 20 triệu đồng. Linh khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp phong bì mừng cưới khác tại xã Tân Hội, Hạ Mổ, Thượng Mổ của huyện Đan Phượng, xã Trạch Mỹ Lộc của huyện Phúc Thọ, tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Chiều ngày 27 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Dĩ An tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra vụ một cô gái 20 tuổi, quê Sóc Trăng, bị dao đâm vào bụng rồi tử vong sau đó. Trước đó, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 26 tháng 10, người dân ở khu vực đường Xóm Nhang, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An nghe nhiều tiếng cự cãi của hai cô gái. Người dân tới gần phòng trọ thì phát hiện bên trong có một cô gái nằm ôm bụng dưới nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu nên lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cô gái này đã không qua khỏi. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường
và mời cô gái còn lại về trụ sở để lấy lời khai. Người này khai nhận có quan hệ đồng giới và thuê trọ ở chung với nạn nhân. Đến tối ngày 26 tháng 10, sau khi đi ăn uống về, người yêu cô gái nói đi qua phòng trọ của bạn khác ngủ nhưng không được đồng ý rồi xảy ra cự cãi, giằng co, bất ngờ nạn nhân tự đâm vào bụng mình dẫn đến tử vong.